Trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hơn lúc nào hết, việc thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tụ tập, khai báo y tế cần được mỗi người dân thực hiện nghiêm để việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan cũng như khống chế thành công dịch bệnh. Do là vào ngày nghỉ lễ nên lượng người đến chợ đầu mối Trần Cao, huyện Phù Cừ đông hơn mọi khi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên tất cả mọi người dân đến chợ đều đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách khi mua hàng. Khi có cái dịch thì chính phủ đã đưa ra cái thông điệp 5K để phòng chống dịch. Gia đình chúng tôi là luôn luôn là coi cái điều đó là quan trọng. Ra ngoài là chúng tôi đeo khẩu trang, rồi giữ khoảng cách, rồi là hạn chế đi lại. Luôn luôn có cái nước khử khuẩn để rửa tay sau khi mỗi lần đi ra ngoài, đảm bảo cái an toàn cho xã hội và gia đình. Đi ra ngoài đường là phải đeo khẩu trang. Về nhà về diệt khuẩn tay chân là tôi cũng nhắc nhở mấy khách hàng đứng cách xa 2 mét. Buổi sáng ngày 1 tháng 5 tại bến xe khách ở thành phố Hưng Yên, khác với hình ảnh đông đúc chen lấn mọi khi, hôm nay lượng người ra vào bến trở nên vắng vẻ. Ban quản lý bến xe cho biết, từ khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh Hà Nam và huyện Phù Cừ, lượng khách đi lại giảm hẳn do người dân hạn chế ra khỏi nhà. Chúng tôi đã tuyên truyền thực hiện 5K của Bộ Y tế và nhắc nhở các lái xe đảm bảo an toàn về cái chống dịch COVID, như là nhắc nhở hành khách và đảm bảo khẩu trang và cồn trên xe. Ai ra vào bến là cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang. Thông điệp 5K được coi là lá chắn thép trong phòng chống dịch COVID-19. Phương châm chiến lược trong phòng chống dịch được chính phủ đề ra là thực hiện thông điệp 5K kết hợp với tiêm phòng vaccine. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K cần được mỗi người dân coi trọng để chung sống an toàn với dịch bệnh. Thực tế cho thấy, không riêng gì khu vực tập trung đông người như chợ, bến xe, mà nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức cũng như có các biện pháp hành động cụ thể trong thực hiện thông điệp 5K. Hiện tại là đang nghỉ lễ nhưng gia đình chúng tôi không đi chơi, không đi du lịch ở đâu cả. Chúng tôi ở nhà phòng chống dịch và khi cần thiết thì chúng tôi mới ra chợ để mua nhu yếu phẩm và khi ra ngoài đường là chúng tôi có đeo khẩu trang. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại dịch bệnh đang diễn biến hết sức là phức tạp. Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân trong xã hội cần tích cực chủ động các biện pháp phòng chống dịch, thực hành thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng ạ.